Trời ơi, bất ngờ quá trời quá đất. Cha, hôm nay làm hoành tráng dữ vậy trời. Trời ơi, cái mới không nè, mới sắm đó. Mà sao chị nhớ hồi xưa chị cho em mượn cái này là nó nhỏ xíu à? Sao giờ nó bự dữ vậy? Trời ơi, nhiều khi đất chị nó nở ra. Hôm nào á, mạnh chiếu qua nhà bà Tám giùm chị nha. Trời ơi. Trời ơi, thiệt á, rồng tới nhà tôm á. Trời ơi, chị qua đây á, em xin cái vía của chị là thế nào năm nay em làm ăn cũng phất lên cho coi. Trời, nói quá à. Mà sao mới sáng sớm bưng à. Mà cái chị qua đây rồi, chị đi đâu vậy? Chị đi rình. À, gì chị? Chị rảnh. Chị rảnh quá. Dạ. Chị đi qua đây để khảo sát chút xíu coi tụi em sống có tốt không. Trời ơi. Sẵn có chút quà nè. Trời đất quỷ thần ơi. Qua thăm là vui rồi, còn quà cáp nó thiệt á chị. Chị giàu mà. Nhưng mà thôi, chị xạo xạo hoài à. Hả? Em biết, chị bận dữ lắm. Công việc chị đăng đăng đê đê, chị thở chị còn không có thời gian chị thở mà. Là chết á, thở là chị chết đó. Chết. Ý em nói là kiểu chị bận hay không? Đúng rồi chị. Qua đây là phải có mục đích nè. À, qua đây là để coi tụi em ăn ở sao rồi làm ăn sao cho đất chị phải không? Thì á, chị cũng không có muốn nghĩ tới gì hết trơn á. Mà tại vì mấy cái bạn xóm á, là cứ nói ra nói vô hoài. Cái chị nghe riết cái sao chị? Lo cái gì? Chị... Nè, chị nghe người ta nói riết chị chết đó nha. Cái miệng chị lành quá. Ý của em á là đừng có nghe ở ngoài. Cái gì vậy? Trời ơi, bà phải gặp, bà phải coi, bà phải nhìn rõ ràng tường tận thì mới tin, hiểu không? Thì đó. Nghe ở ngoài chi? Ở đâu nha, BD ở đâu em không cần biết. Em cũng không có dám đảm bảo. Đặc biệt trong đây, đây, đoàn Hương Nam của tụi em. BD cho nó dễ thương, nó lịch sự. Ăn ở đâu ra đó đàng hoàng. Chị biết. Ừ. Chị là một người phụ nữ hiện đại, chị không có nghe mấy bà nói đâu. Trời ơi, nghĩ sao? Chị không bao giờ kỳ thị BD. Đó, trời ơi, thiệt á. Em quý mấy người ơi. Chị làm gì vậy chị? Làm gì mà làm? Nè, 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 mới nói thẳng kỳ thị luôn. Không phải, không có hiểu gì hết. Phải không? Là chị sợ con trai đụng vô người. Trời ơi trời, tôi về bà la con trai. Bà la, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, rớt vàng kìa bà nội ơi. Để chị tự lụm, em đừng có đụng vô người chị. Trời nói ơi. Chung là tại vì sao? Chị sợ. Tự nhiên sao sợ gì? Chị sợ cái vàng giả nó đụng vô người chị ngứa. Chị hả? Nhìn biết vàng giả luôn hả? Biết chứ. Có chiếc thiệt chiếc giả. Tại vì kêu là em mê thời trang phong cách đó, hiểu không? Cái này chiếc thiệt nè. Chiếc này thiệt nè đó. Còn là giả hết. Thì chị thấy giả nên chị cũng qua đây coi coi làm ăn có được không. Trời ơi, cứ yên tâm đi. Là có tiền đúng không? Có tiền sao không? Có tiền mới đóng tiền hoài đó. Miễn có tiền là được. Nhưng mà bây giờ nghe nè. Sao? Cái chuyện mà ai ở ngoài nói gì đó mà chị không tin là đúng. Đúng rồi, chị luôn luôn tin em. Dạ. Trời ơi, chị còn nói với con chị á, con chị giải nó hàng ngày. Ừ. Chị nói là con đừng có nghe ai nói về hả cái đoàn này hết trơn. Cái đoàn này luôn luôn là một những người cô yêu thương. Rồi làm chị qua chào cô một cái đàng hoàng. Trai. Dạ. Con chào mấy chú BD. Cái gì vậy? Xà lơ, cái gì vậy? Trời ơi, nó nói cái gì vậy? Ai học, học, học ai vậy? Mẹ chứ ê. Ở nhà mẹ dạy con vậy đó. Đi chơi. Đi về đi học. Đi về. Chị. Nó học mấy chị bài. Chị dạy con chị. Chị dạy con. Không, chị không có dạy mấy cái đó. Cái đó là mẹ mìn mấy người hàng xóm ta dạy. Chứ chị đâu có dạy đâu. Vậy á. Trời ơi, chị đã nói rồi. Chị là một con người hiện đại. Không bao giờ chị kỳ thị BD. Rồi rồi, biết rồi. Nói chung là chị không kỳ thị tụi em là tụi em vui rồi. Đúng rồi. Nhưng mà về cái vấn đề mà sinh hoạt trên cái đất của chị á, em dám cam kết với chị là đâu ra đó rõ ràng. Đâu? Đàng hoàng nè. Coi đi, có cọng rác nào không? Có bất ngờ, có bất ngờ. Rác á chị? Dạ, em xin lỗi. Sao nãy kêu không có một cọng rác? Thì em nói không có một cọng, còn cái đó là nguyên bịch.
ở vô quá em ơi. Thôi thông cảm nha. Tại vì trời ơi, lâu lâu 10 đứa cũng sót lại đứa đó thôi à. Cách ly nó đi. Em sẽ cách ly nó liền chị. Nhưng mà bây giờ cái chuyện mà rác đến thì mình bỏ đi, mình đừng có quan tâm. Cái mà quan trọng hơn hết là sống ở đây chị em cho em nè, đoàn kết, yêu thương nhau, không bao giờ. Trời ơi, đừng có đánh, đừng có nghỉ đi, tập thể dục đi, nghỉ đi. Trời ơi à, chị là có yêu thương chưa? Tập thể dục. Tôi nói tập thể dục. Đánh nhau mà. Đánh đâu mà đánh, tại nhìn giống đánh thôi. Thì cái thể dục này là nó có pha trộn kiểu là mát súp vô trong đó cái võ cổ truyền ấy, hiểu không? Cho nên là nó vậy đó. Chứ tập thể dục. À là đánh võ hả? Ờ, tại vì rèn luyện cho nó có sức khỏe. Bị trong đoàn là thả chị em đằng bạn gái không à. Có võ, phòng thân. Lỡ mà có cái gì vô mình sao không? Đúng. Đàn bà phụ nữ không à. Trời ơi, vô lỡ làm gì mình sao? Chết luôn á. À nè, thấy đàn bà phụ nữ cũng đúng nè. Rồi lỡ đàn ông vô đây rồi làm gì mình không, sao? Không, không. Có trai gái không? Không. Bậy bà nội. Không bao giờ có mấy cái chuyện mà đàn ông mà nó vô trong được cái đoàn này. Tôi chặn hết. Tôi chặn từ ở ngoài luôn. Trời quá ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Anh sao mấy con cái đi về rồi? Má ơi, vô. Trai. Trai sửa điện. Gì? Nó vô nó sửa điện. Trời ơi, biết sao á. Mấy con chuột nó quậm dây điện nó lỏng le, nó hư hết trơn á trời á. Rồi sửa cái gì? Sửa nước. Trời ơi, nước điện mà nó hư một lượt gì kỳ ghê luôn á. Trời ơi, hôm bữa nó bể cái ống nước ra, nước chảy tràn lan luôn. Em mà không kêu sửa sớm nghe, là nhiều khi cái đất của chị nó thành cái hồ bơi luôn á. Ghê chứ. Hên quá nhờ có em. Đó. Mày mốt bị gì phải làm liền cho chị. Sửa nữa. Phải sửa liền như vậy á. Đúng rồi chị. Chị 10 điểm. Sửa cái gì nữa? Máy lạnh hư. Cái không gian này mà máy lạnh hả? Bình thường, có gì đâu. Mình có tiền là mình gắn thôi à. Nãy giờ đứng nói chuyện với em á, nóng không? Nóng. Đó thì tụi em cũng nóng. Lắp máy lạnh ở trong đây nè, cho nó mát, hiểu không? Nãy giờ ông nói nóng muốn chết. Đúng rồi. Đi vô cho nó mát. Ê, đâu vậy? Cho mát. Không có được. Chỗ này của chị em tụi em sao hợp với chị? À, quên. Đó, nói chung là nãy giờ là mấy thợ sửa điện thôi, hiểu không? Chứ trong đây là không còn thằng đàn ông nào hết trơn rồi á. Tụi em là đàng hoàng tử tế. Có cái nữa nha. Nó xin cái máy lạnh hả? Không có. Nó cũng sửa. Sửa gì? Sửa em. Em bị hư. Em bị hư cho nên phải sửa em luôn. Thầy giáo. À, thầy giáo. Trời ơi, thầy giáo dạy học. Học thêm á hả? Đúng rồi. Trời ơi, được, có kiến thức là được. Thì đó. Nói chung là chị ủng hộ. Dạ. Học thức, rồi nề nếp thì ok. Chị bị gì cứ sửa rồi nói chị nha. Dạ trời ơi, chị yên tâm cái chuyện đó nghe. Mà khoan, ví dụ mà mình chơi trò chơi vậy nè, có xảy ra tệ nạn rồi, tắp rồi trộm cướp vậy mày. Không, bảy tầm bà ở đâu ra? Ở đây là cái chỗ vô cùng an ninh nha. Ở đây mà không an ninh là không có đâu an ninh hết trơn á. Mà nó nói thiệt luôn á, nhiều khi thấy em cũng ác. Mấy chị em sống trong cái đoàn này nè, là em đưa ra cái quy luật hà khắc luôn. Quy luật hà khắc? Ừ, không bao giờ xảy ra mà tệ nạn xã hội. Ăn trộm, ăn cướp là không nè. Đó, lừa gạt, lừa đảo là không luôn. Nè, sao? Nói coi. Coi bói, nó khùng, nó điên. Mày nghĩ sao mày qua nhà tao mày coi bói? Chồng tao ngồi kế bên, mà mày nói tao có bầu nhí. Nó đánh tao bầm người hết đây nè. Đồ bóng khùng, bóng điên. Ủa? Không coi bói. Nãy chị nói là tệ nạn xã hội, lừa gạt lừa đảo,
ăn chậm ăn cướp, không có coi bói, không có coi bói, không có. Không có, nhưng mà cái đó nó cũng là tệ nạn đó nha. Khác, cái này khác. Khác là khác cái gì? Cái này ta ném về mê tín dị đoan. Nhưng mà cũng không được nha, cũng là tệ nạn, vô đây là không có được à. Thì đâu phải trong đây đâu, tự nhiên đâu vô đây đó. Ở đâu, đâu trời ơi mấy má ơi, đi đi, đi. Đi xuống khác. Nói chung là chị tin em. Ừ. Chị thương em, chị cho em mướn. Trời ơi thiệt á, đầu chị phải tỉnh tâm dữ lắm. Đúng rồi. Chị cho em mướn biết bao nhiêu người nói em ơi. Kêu là hả chị có đứa con trai không, phải biết giữ. Bây giờ mà chị cho hả nguyên cái đoàn này mướn, thế nào con chị cũng có cái hôn BD. Vô chi BD bị lây em. Trời ơi trời ơi trời, đã nào cái BD bị lây. Đi đó. Điên. Thôi chị kêu con chị về nha. Dạ. Tính ơi, về ăn cơm nè. Dạ. Có con gái của mẹ đây. Con gái hồi nào? Con gái hồi nào? Sao tự nhiên mặc cái gì vậy? Đi làm công chúa. Trời ơi trời ơi. Trời ơi là trời, chưa xong nè. Đây nè. Trời ơi bóng nhi đi qua đây. Trời trời ơi trời. Chưa xong chạy đâu vậy bóng nhi? Nè bóng một mi là xù khu nghe chưa? Đây. Cố gắng cho con thêm cái mi nữa. Cho con hành công chúa xinh đẹp nha. Chị phải làm cái gì vậy? Giả lộ cho bé đó chị. Trời ơi, ta nói nhìn con bé là biết có căng giả lộ đó chị. Ta nói làm con gái xuất sắc. Chị thấy hai đứa em giống hai chị em không? Chị lây nha. Lấy gì chị? BD lấy. Chị quyết định rồi. Mai trả đất luôn. Trời. Con hả? Bây giờ đi về ba thấy là ba đánh mình chết. Con gái của mẹ ơi. Dễ thương vậy sao mày quánh được? Chưa chị chưa mà quên được rồi ai thương mẹ. Thôi đi về. Nhưng mà đừng lộn cái bộ đồ ra rồi đi về. Im ngay. Lúc nào cũng ồn ào hết là sao vậy? Hả? Bây giờ mấy bà đó tuột quần xuống. Chi vậy? Cho tôi đội chứ làm cái gì? Cô lại mấy bà. Kéo lên. Ôi. Trời đất ơi. Kêu tuột cái là tuột liền vậy nè. Làm ơn. Đi. Vô chỗ ngồi đàng hoàng nha lên. Rồi còn con tóc vàng nè. Nay làm gì bự vậy? Má này nữa. Nước đang lên. Thông cảm đi. Nãy giờ mấy bà căng quá tôi đâu có dám đi. Cái khúc này Lan căng lắm không có cười. Trời ơi tôi nói thiệt luôn. Tôi không biết tôi nói như sao với mấy bà luôn á. Cái nội quy sao nhớ không? Ăn ở sạch sẽ. Nói năng thiên từ. Rồi không có ba cái tình trạng tệ nạn xã hội. Mê tín dị đoan. Nghe chưa? Hả? Làm ba cái thứ tầm bậy tầm bạ. Rồi dân ở đây người ta ghét. Cái chỗ đang làm ăn ngon lành. Trời ơi, nó ghét một cái lực mày mốc khỏi. Mày má khỏi luôn. Thiệt lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt hết trơn á trời á. Trời đất ơi trời. Khủng trời khiếp cái con đó. Này tao mới không vừa tin nói tưởng nổi đây. Luôn vậy? Quá trời ơi, kinh khủng quá. Không tin tưởng nổi mấy bà ơi. Cái gì vậy? Trời ơi cái con. Trời đất ơi khủng khiếp trời. Đứng lại. Trời ơi tao phóng cái thước vô mặt mày nghe. Cái gì mày nói mày làm ở đây nè, tao đang họp ha. Tao đang họp mà mày làm gì mày quang quang cái miệng vậy? Trời đất ơi chị ơi chị. Mấy bà ơi chị. Sao? Con mấy năm. Cái gì vậy? Sao? Con mấy năm. Nó mời đám cưới đây nè. Trời ơi. Đám cưới có gì đâu trời, vui chết. Ê, mày suy nghĩ nhau này nó hay ha. Mới về có lâu cái nó có chồng luôn. Đưa tấm thiệp coi. Coi ai lấy nó vậy? Coi bay. Ơi. Chồng gì? Ai nói nó cưới chồng? Nó có vợ. Hả? Siêu mạnh vô. Siêu mạnh nữa gì không? Mạnh nữa. Mạnh vô. Mạnh nữa. Mạnh nữa. Mạnh vô. Mạnh nữa. Trời ơi. Con nó không được. Ba gì ghét con hoài à. Tao nói được là được mà. Nhưng mà bây giờ con không phải làm trai nữa đâu. Con làm gái mà. Mình cắt bỏ luôn đi. Chứ nó bự quá nhét hoài nhét không có vô. Mày điên rồi hả? Trời ơi dì Út. Hồi đó đó
tôi đẻ nó. Có dì Út ở đó nữa mà. Trời ơi, một đùm nở hổn nó dì Út không nhớ sao? Đúng rồi. Rồi bây giờ nó nói nó là con gái. Má nói vậy sao không được? Má nhìn đi bây giờ. Thì giận là con gái thiệt mà. Con gái là chuyện của mày, còn con trai là chuyện của tao. Phải không? Hồi đó đó, mày bỏ nhà đi theo đoàn lô tô, tao đã mất mặt với bà con dữ lắm rồi. Rồi bây giờ mày lết đầu về đây, rồi mày đừng để cho tao phải xấu mặt với bà con nữa. Má muốn làm con làm gì con cũng làm rồi. Má muốn con cắt tóc con cũng cắt tóc cho mày vui rồi. Bây giờ con lấy vợ con lấy không có được đâu. Không có nói nhiều, 3 ngày nữa cưới. Má vậy con làm không có được đâu vậy. Ôi thôi ráng giúp đi con, cho má con vui chứ bây giờ má con á, bà cũng có nhiều cái tâm tư tình cảm lắm. Đúng hả? Thôi bây giờ ráng nhét đi, nhét chút xíu nữa nó vô à. Đây đây, đây đây, gì nhét cho. Nhét xíu nữa là nó con vô hả? Không được đâu, nó đau lắm. Ráng nè. Được, được hết á, nhét nè. Sao mà được, người ta là con gái rồi mà sao. Trời ơi, gì ơi. Thà cho con đi về. Ráng, xíu nữa là nó vô à. Được. Ôi trời ơi, thiệt ghê quá ha bà ha. Ôi thiệt ghê thiệt quá trời. Trời ơi, nó mới nghĩ trong đầu mình có thời gian rồi. Vậy mà giờ đám cưới. Mà không biết đám cưới nó đi bằng gì trời. Mặc áo dài hay mặc đậm? Mặc đậm đi, đậm nó sexy. Thôi mấy má ơi, mấy má tào lao quá à. Tôi nhìn cái tên tên thiệp á là tôi biết là hả nó đã bị ép cưới rồi. Bây giờ chị em đang hoàn nàn khó khăn, mấy má không biết lo. Bây giờ mấy má lo soạn đồ soạn đạt. Ủa? Chứ chị bằng gì vậy? Ê, mày làm gì vậy? Đau khổ, quá là đau khổ. Bây giờ ta đưa thiệp rồi. Nhìn cái tấm thiệp kìa, nó ướt như này hết trơn, nhiều khi nó quất ức quá. Nó ở nhà, nó khóc, ngày này qua tháng nọ, nó cạn nước mắt. Không biết rằng hả, là nó sống qua nổi con chăn này không nữa. Thôi, tụng kinh siêu thoát cho nó thôi. Trời ơi, bốn khùng. Trời ơi, thôi đi má. Có ở đâu rùm beng. Trời, cái căn, cái duyên, cái nghiệp của BD tới đó, bóng gió tới đó là hết. Thì về quay lấy vợ. Có ở đâu mà hả, than thân trách phận. Khổ rồi kia. Đúng rồi, nói gì cũng đúng hết trơn nha. Hay quá trời luôn à. Sao chứ sao? Bây giờ này đổi ngược lại đi. Cái người lấy vợ là bà đó bà chị. Bếp tới tụi bậy đó bà. Cái căn, cái duyên, cái nghiệp BD của tôi còn. Tự nhiên kêu lấy vợ. Khỏi, khỏi, má. Cái miệng mà cũng hay lắm chứ kêu tới bà là không có dám. Thôi bà. Trời ơi. Thôi bây giờ về nè. Sao? Đi đâu? Đi đám cưới. Chị lẹ dữ vậy mấy má. Nghe bác tài mình mở máy lạnh xíu được không, nóng quá. Đúng rồi đó chạy bánh cúp hết trơn rồi nè. Chờ mọi người lên đông đủ rồi mở thể luôn. Trời ơi. Đi keo với cho ba. Sắp lạnh BD quay hết trơn rồi. Nó nghe nè. Chị em tụi tôi lên hết trơn rồi đợi ai đó ông nội. Đúng rồi. Đợi anh Lơ nữa. Trời ơi. Xe ông nội nào. Thấy chướng chưa? Sao? Trời ơi, người ta thuê xe người ta lên hết trơn. Lên xe chưa lên là sao ông nội? Trời ơi. Nè, cái thằng đó nha, lên xe nó lên tao đá vô đầu nó ra. Chán gì? Ngon ha, ngon ha. Ừ. Kìa, anh Lơ lên kìa. Nè, nó lên nó thử luôn á. Ba. Đổi lạc bao ba. Em ta mang niềm vui đến mọi nhà.
mới bê đê đi đầu thai hả cha? Trời ơi chửi gì mất dạy vậy trời. Tắt luôn đi, tắt luôn đi, tắt luôn đi, đập luôn cái loa cũng được, tắt đi. Trời ơi, tôi nói rồi mà, chiếc xe tử thần. Trời ơi má này nữa sao mà bi quan quá trời vậy đó. Cái gì mà tử thần, ai sinh ra cũng có số hết trơn á má. Con người mình sinh ra có số, sinh lão bệnh tử. Biết đâu chừng mình nằm ở cửa tử. Trời ơi, trời quỷ ăn mắm ăn muối. Cái miệng lành quá vậy, tích cực chưa? Ba ngủ, ba ngủ, 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 ngủ. Bớt chuyện này, cái chuyện kia vậy trời. BD bóng gió vui vẻ chú giỡn không? Giỡn hoài, không có vui, không có giỡn nữa. Giỡn cái gì? Thì phép chung vui gì? Nè, ảnh là chồng tôi á. Trời ơi. Trời ơi, kìa, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Cởi áo ra làm cái gì kìa? Khỏi ông cũng khỏi. Khỏi gì? Khỏi đi Hậu Giang. Ủa sao mẹ? Rẽ đường khác cho tôi. Rẽ thì rẽ nhưng mà đôi này không bao giờ chia rẽ. Trời mỗi giờ quá. Đi đâu vậy trời? Nắng nôi. Ây da, cái gì má, bà nội này BD đó, làm BD còn cho đi lội bộ nữa, cái giò nó bự đó. Ôi, tụi bay đi lẹ lẹ giùm tao cái đi bay ơi. Khát nước đi đâu vậy? Đi rồi biết. Nè, đi đâu vậy? Nội đi đâu không trả lời trời. Ủa? Đi đâu vậy trời? Chết vậy. Má này ghê á. Kìa. Nè. Thôi không có đi nữa đâu. Mệt chết vậy, tự nhiên dẫn cái bầy cái lũ lại đây làm gì biết. Nhà thằng Khang.
Hả? Trời đất ơi, cái gì vậy? Nó tự nhiên lại nhà quỷ đó. Thôi bé má ơi, đi về má. Má ơi, bà nội, bà không nhớ hả? Cái lúc mà thằng Khe nó còn làm trong đoàn mình đó, mẹ nó với em nó hỏi lên quỷ úng sùm hết trơn á, không có cho đoàn mình làm ăn gì hết trơn. Bây giờ bà nghĩ sao mà bà dắt chị em tụi tôi đi vô đây? Cũng tại vì Khang mà bây giờ hả, con bé Nam hả chết lên chết xuống gì tình, giờ lỡ nhà đang chi nữa. Về má ơi, đi về. Mẹ yểm coi, thì tại như vậy tôi mới xuống đây. Không bắt thằng Khang hả chịu trách nhiệm với con bé Nam, với lại mấy bà nghĩ coi, có mấy chị em BD bóng gió mình không làm gì được, sao cứu bé Nam? Phải có sức đàn ông chứ, hiểu không? Ai đó? Long, trời lâu quá không gặp ha. Kể từ sau cái đợt mà em lên trên đoàn lô tô của chị em quậy tan nát, thiếu điều muốn đốt cái đoàn kia luôn, tới giờ mới gặp lại ha. Con phẻ phẻ ha. Rồi mấy người đi đâu đây? Tụi chị đi du xuân, tìm vòng chúc Tết. Thôi giờ xin phép em tụi chị đi chúc Tết cái nhà cái bên. Đi chị. Đi đâu mà vội vậy? Trời ơi, ăn đi tụi con. Nghe nói là tụi con thèm chuối lắm mà đúng không? Ăn đi mỗi đứa một nải đó. Cô hả? Cho thì cho vài trái thôi, cho ăn nải đằng dằn bụng tụi con. Ăn lần cho nó hết thèm luôn. Ăn đi. Thôi ăn đó. Ô cái miệng kìa. Ngon không? Ngon. Ôi nhỏng gái có bộ với da lông đẹp quá ta. Có lông thiệt. Lông thiệt đó hả? Lông thiệt nè. Trời ơi con gái mà lông dữ vậy. Thấy tụi con về cô mừng quá. Dạ. Thiệt tình á, phải chi cô để cho thằng Khang ở trên đoàn của con á, làm bê đê. Ủa gì vậy? Sao vậy con? Con biết là con mừng rồi nhưng mà kiểu là mình đừng có nói mấy cái từ mà gây tổn thương. Dạ. Cô hiểu rồi. Dạ. Con xin lỗi nha. Dạ. Mà thiệt con rầu quá con ơi. Sao? Tự nhiên á, thằng Khang á, nó chở anh về xong cái bây giờ nó không chơi bê đê nữa. Ủa, là cô hiểu chưa chưa? Chứ cô thấy là cô chưa hiểu nha. À, tụi con vẫn tổn thương á. Trời ơi, xin lỗi tụi con. Cô nói lại nha. Thằng Khang á con. Dạ. Tự nhiên nó về đây nó kỳ lắm. Dạo này nó không chịu làm ăn gì hết con ơi. Cô kêu nó có bồ có bịch đi nó cũng không chịu luôn. Rồi tối ngày nó tụ tập với cái đám á, nó nhậu nhẹt tối ngày vậy đó. Có bữa nha nó đi biệt biệt nó không chịu về luôn. Con sai đó. Con sai đó. Con sai khi con ngăn cản cái niềm đam mê của nó. Là đừng chơi bê đê. Con sai. Đúng là con sai thật rồi. Con sai rồi. Cô dùng từ sai rồi. Cô kêu như vậy người ta đau lắm đó. À, cô hiểu rồi. Hồi nãy giờ là cô sai là khi cô nói cái chữ bê đê. Bê khê đề khê. Cô bị khiết tiền khiên lòng khóc không hả? Bị khiết trừ khư. Trời ơi. Nhà khô cò khô mà. Thằng Khang thằng Khang đó. Hay quá. Trời dạo này hỉ cương quá trời luôn á. Mà cô hỏi cái nha. Gì? Thằng Khang nó về đây là nó bị gì vậy? Buồn cung tình khinh. Má ơi trời ơi giờ còn nói tiếng lóc. Bị liệu. Bị buồn tình. Dạo này nó ăn nó nhậu không à con. Mà nó nhậu vậy xong con biết nó làm gì không? Gì? Làm mấy cái chuyện động trời. Trời ơi, ơi. Làm gì cô? Nó ngủ mé chứ con ơi. Khuyên hoài không được. Cô hỏi nè. Hả? Giờ Khang nó ở đâu vậy? Khang hả? Dạ. Nó nó trên đọt cây hả cô? Không, tự nhiên đâu trên đọt cây con. Sao nhìn lên đọt cây kìa? À, quên con hỏi gì đó. Ê hỏi lại đi. Thằng Khang á, là giờ nó đang đâu? Dạ. Khang đúng không? Dạ.
Mà nó đang ở đâu vậy cô? Ai biết? Má ơi, má ơi. Nó đi nó có nói đâu mà hỏi. Bây giờ không biết thì nói không biết mẹ cho rồi. Đi nhìn lên, ta ngoái ra ngoài mỗi cổ mẹ luôn à. Mỗi khi cô buồn á, là cô hay nhìn xa xăm vậy đó. Anh Long ơi, anh Long chặt dừa giỏi quá à. Không ấy sẵn anh Long chặt em cái được không? Không khùng. Anh Long chặt dừa giỏi vậy à. Cái tướng chắc khỏe vậy nè, anh làm chuyện đó hay lắm á nha. Ủa mà chuyện đó là chuyện gì cô? Chuyện gì chị? À, chuyện gì em? Thì cái chuyện chặt dừa đó. À nè, mấy chị thấy không? Tụi trẻ bây giờ nhìn nó hừng hực cái chị ha. Trời nhìn kìa. Đó, một thằng mà ba bốn đứa chụm lại. Xá gì một nải chuối xanh, năm bảy người dành cho mũ dính tay. Trời ơi, đâu có phải là trẻ đâu chị. Không có già nữa kìa. Tao nói việc trẻ không chơi mà già đổ đốn đó. Nói trắng ra là chê. Mẹ gì nè. Hèn chi á. Hồi xưa anh đánh tụi em á, ba má nhìn không ra luôn nha. Tôi xin lỗi mấy cô nha. Hồi đó tại tôi không biết, tôi tưởng mấy cô dụ thằng Khang chơi BD. Mà bây giờ tôi biết ra rồi á thì cũng hơi áy náy. Trời ơi, có gì đâu mà áy náy. Chuyện đó hả, tụi em quên lâu rồi. Là quan trọng bây giờ là chuyện của chúng mình nè. Ông Khang á, ông mới về đây ông quậy quạng, ông ăn nhậu suốt vậy đó. Sao anh ấy xử ông luôn đi. Tôi mà đánh nó chết á, là má tôi bà khóc nữa. Gì hả? Vô sao lâu quá vậy mày? Mày hỏi tụi nó chưa? Rồi rồi, tụi nó đang bơi xuồng qua. Rồi, thiếu. Ủa là tụi nó. Tụi nó bơi qua đây luôn. Ai đâu bơi, chở qua, tự bơi qua. Trời ơi, mồ hôi nhũn nhảy chắc ngon lắm à. Ê, lúc này tao thấy mặn nghe không? À, mà vô là vô, vô vô. Vô đi, vô đi. Vô. Ơi, ui. Ui cá, con này ngộ ghê trời. Thằng thấy cái tóc này tao mới tức á. Sao? Mày đi kiếm thằng Khang thôi mày đổi tóc giả như vậy? Ừ. Bà ơi, lâu rồi mày không có gặp nó mấy năm trời, giờ gặp nó rồi phải đổi mới tí xíu chứ bà ơi. Mày làm như nó ăn mày vậy đó. Chắc thèm mày á, tóc giả mà cũng có tóc bạc nữa. Con này mày đi gì đó. Im đi, gần tao tập trung nè. Kìa kìa. Ui da. Ê, cô chừng nó thấy nha. Nhỏ ở trong á, bây giờ mày ập vô đi. Trời ơi. Mày điên cái gì vậy mày? Tụi nhiên đang nhậu trong mình vô vô quýnh chết. Trời ơi, nói dữ lắm luôn á. Trời ơi, trời ơi. Ê, gì? Nghe nè, bây giờ vô á là phải nịnh vô nha. Rồi xin tiền bò với mấy má. Biết rồi, nhắc hoài. Tôi là tôi điều tra kỹ lắm rồi nha. Sao? Nhà thằng Khang á giàu lắm luôn á. Dạ hả? Nhà nó không có gì ngoài dừa với lại chuối. Cái gì? À thì ý là nhà nó có nguyên vườn dừa, nguyên vườn chuối á. Ôi, ngon nha. Thơm nha, thơm nha. Khổ quá. Thèm. Cái này là thuốc. Một lát nữa bỏ vô là chuông liền. Nếu không tụi nó phát hiện là Ê nhưng mà khoan đi. Cái gì? Cái này là thuốc. Ừ. Mà mình chưa có xài qua lần nào hết, không có kinh nghiệm vô đó là cặp đập là lúng túng. Chết cha. Vậy mình sao ta? Chia ra mình xài thử đi. Ừ. Bây giờ tôi muỗng, bà ăn muỗng, nhỏ này ăn muỗng. Ừ. Ừ. Cởi cởi nha. Ra đi. Vậy sao vậy? Rồi mình uống lấy gì nó uống? Ha. Chứ bây giờ làm sao? Để đó cho mà. Trời ơi, chán ghê vậy. Sao con nào con nấy ngu như con bò vậy trời. Mới đỡ mấy luôn á. Đỡ đỡ cái gì, cái miệng mà quá trời quá đó. Cái không lỡ cái miệng mày à. Trời ơi trời, hồi nãy đứa nào nói chia dùng thử vậy. Dạ tụi con.
Trời ơi là trời, cái thuốc này là thuốc mê mà sao ngu quá vậy trời. Làm tới nghề này mà ngu dữ ngu vậy trời. Bây giờ nghe lời má, thuốc mê này là để chụp cho người ta để mình đào tiền. Tụi con hiểu chưa? Dạ. Thì bây giờ mấy cô tụi con nghe lời má. Bây giờ mình lấy cái ly ra. Dạ. Nó hướng dẫn cho tụi con nha. Dạ, lần dạ, đầu dạ, cũng như là lần cuối nghe không? Dạ dạ dạ. Dạ. Mình lấy cái ly ra. Dạ. Rồi mình bỏ thuốc vô. À. Rồi mình tập con chân mình xin cái nào cứ cứ cặp 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 chưa hiểu. Thôi nhìn mặt tụi mày là tao biết là tụi mày ngu rồi hả? Trời ơi là trời ơi, đơn giản chỉ quá rõ ràng nhưng mà không biết. Từ thôi má. Mình có cái này để mình đào mỏ người ta. Mình phải thông minh, sáng trí ra nghe không? Dạ. Không có cái kiểu mà xà quân vậy rồi biết chừng nào mày tụi mày mới kiếm được tiền. Dạ. Lần thứ nhì nha, nhất qua tam nha. Dạ. Nè, lấy cái ly. Dạ, cái ly. Lấy cái này. Đổ vô. Cái này là thuốc từ bên Nam Giang về. Cái này là phép của người ta. Để cho người ta uống vô người ta mê mê rồi mình mới lấy tiền người ta được. Chứ đâu phải khơi mình lấy tiền người ta được. Hiểu chưa? Chưa. Lần cuối cùng nha. Dạ. Nha không? Dạ. Hiểu không? Dạ. Không hiểu cũng phải hiểu. Dạ. Trời, số người có giới hạn mấy má ơi. Chứ đâu mà ngồi đứng đây dạy hoài có buổi trời. Dạ. Đây, cầm đưa nó. Rồi quậy lên, đưa cho nó uống. Đào tiền hết cho má. Vô đầu mỏ ăn khang liền cho má đi. Dạ. Đè lên. Tù đừng bà ngu với con bò rồi gì. Đáng ghê vậy đó. Đâu có muốn như vậy đâu má. Mình cứ nói hoài. Mày không biết gì đó. Không biết chứ sao không. Tự nhiên chứ nói mình như vậy. Sao bỏ anh được? Có gì đâu. Vậy mới được chứ. Dạ. Rồi em nè. Đẹp quá trời, em tháo trang đi em đeo hoài vậy. Đúng. Nắng quá anh. Tháo con trang đi. Đúng rồi ha. Vô đây đeo con trang. Anh em. Tháo đi. Anh cũng nói vậy mà. Trời ơi em dễ thương quá nè. Trời ơi còn có rau lúng cuốn nữa là xinh quá à. Đó là nét đẹp lạ của tụi em đó anh ơi. Chờ anh hỏi. Hôm nay em đeo khẩu trang là có trò chơi mới đúng không? Dạ tụi em thích cái gì đó mới lạ. Con bé này hoang dã đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi em còn chuẩn bị một vũ điệu rất là hoang dã để phục vụ cho các anh nữa đó. Uống nợ đi anh ơi, em lại làm nợ. Uống xét luôn đi nợ. Em dễ thương quá. Nửa đi anh lên, nửa nhanh nha. Trời ơi. Xíu nửa đi nợ. Giết đi anh. Quá đã. Đúng rồi. Quá nha. Cho em luôn á. Trời ơi. Anh ơi. Trời ơi. Trời ơi sao anh đánh heo có thương quanh Tiết Ngọc ổi gì hả? Ủa má hả? Con vô sớm hả? Nè tiền nè cầm đi, làm được nhiêu đây á má bảy con ba nha. Bảy
rồi. Tự nhiên mày cho tao làm môi giới mại dâm rồi má. Không chịu hả? Nè. Vậy thôi má chia con hai thôi má ta. Ê. Cái gì? Ủa? Hai con quỷ kia. Tao kêu tụi mày vô đây làm gì? Làm gái. Gái cái quần què à? Trời ơi, sao kêu vô đây lắc? Bắt anh này nè chứ ai mà lắc con gái. Lần này quá quên, tụi làm gái thiệt ba. Trời ơi. Tao ngồi ngoài tao đợi tới mẹ luôn. Mốt. Nhớ cái tên phụ quán. Nhớ nhớ phụ tên quán cho tôi nha không? Gì vậy ba? Tôi xuống đây tôi làm gái tôi kiếm thêm em. Nói lại cho mày tụi vớ khùng. Bắt nó. Kéo ra đi. Kéo đi. Đi. Nhanh lên. Dạ dạ. Ủa nhậu ơi. Đi đi nhậu tiếp anh ơi. Đẹp rồi. Dạ dạ. Đi. Dạ dạ. Đi. Ok ạ. Dương. Đi. Vô anh ơi. Vô anh ơi. Đi nào đâu. Đẻ bay. Trời ơi. Mày đi ra quạt nhà nha. Nha. Câu quá. Trời ơi. Đứng lại. Vô đây. Nè. Sao? Tụi bay tại sao lại chặn đường rồi cướp đồ tụi tao? Tính mở rộng rồi giật khách hay gì? Ai nói tụi tao giật khách của tụi bay? Mà tụi tao có giật khách của tụi bay á thì cũng kệ mẹ tụi tao. Sai. Đây. Khách của tao nha. Mày dám giành mới của tao hả? Mày kệ mẹ tao thì tao cũng kệ mẹ mày. Mày kệ mẹ mày thì tao cũng kệ mẹ mày. Kệ mẹ mày. Trời đất ơi. Mẹ tao mày mặc kệ thì mắc gì tao phải quan tâm tới mẹ mày. Mày mặc kệ mẹ tao thì tao mắc mới quan tâm mẹ của mày kệ con mẹ mày. Mày quan tâm mẹ tao làm gì? Trong khi đó mẹ tao đâu có quan tâm mẹ của mày đâu. Vậy mẹ của tao với mẹ của mày đừng có quan tâm nhau. Trời ơi, cái mẹ mày. Để đó cho má. Đẻ nè. Đỡ vậy cô ơi. Quẹn quá. Vô dụng à. Không làm ăn được gì hết trơn á. Trời ơi gan quá. Ba đứa con gái tao đã ngon rồi. Ba tụi mày còn ngon hơn ba đứa con gái tao nữa. Như kẻ cha tụi mày. Ba kẻ cha tụi tôi thì mắc mới gì tụi phải quan tâm cha của tụi bà. Trời ơi. Đến đây. Tao nói cho mày biết. Cha của tao là giang hồ gốc xóm này đó. Tao đánh một lần 7 đứa con được của chim mày. Trời ơi. Sợ quá. Khỏi mày. Một mình tao bẻ đầu 9 đứa nhưng mày cũng được cái chim nó 7 đứa. Hay thôi đi. Tao 12 luôn nè. Trời. 12 đứa mày tưởng ngon hả? Tao 180 đứa nè mày. Sai. 180 đứa hả? Tao không có quan tâm. Mày có biết là anh của tao là giang hồ gốc ở đây không? Ừ. Trời ơi, tao nói cho mày biết nha. Chú của tao ha là giang hồ đệ nhất xóm này nè. Hai chú của mày nó xa lắc xa lơ. Ba của tao nè là chùm xóm này nè, mày dám đụng vô không? Ba nội tao là má của giang hồ nè, con quỷ. Mày khỏi. Trời ơi, bà cố tao bị ung thư nè mày. Tụi bay dạt ra. Sao? Bà cố này bị ung thư đúng hả? Đúng rồi. Trời ơi, tao sợ quá. Tao bị sida nè. Hình như tao nói cái gì nó hơi bị ngu si không? Sợ sida. Mày khỏi sợ. Mày bây giờ sida một ngày uống một viên là xong chuyện. Không có còn mẹ mày giờ sợ hết trơn á. Tao xạo à. Dữ hả? Giờ mày muốn gì? Muốn gì? Bây giờ mày muốn gì? Mấy đứa con. Dạ. Xử tôi nói cho má. Mày! Gì? Với tao! Chơi tay đôi! Chơi mày luôn! Cầm giỏi cho mày! Trời ơi! Đá đó! Đá! Ba lên đá! Ba lên đá! Ôi lên đá! Mày! Mày đợi đó. Đợi gì? Cháu. Đợi gì? Đi nè. Ôi. Mấy người đẹp trai mấy người mạnh đúng không? Trời ơi lẹ đi. Trời đất ơi. Buồn rồi. Đi nhanh thử đi. Có kịp. Bộ
Trời ơi, nói là buông ra. Trời ơi, trời ơi. Thôi, mày đi cứu nó với tụi tao đi, tao lại mày luôn á. Dù gì nữa cũng là tình nghĩa anh em chung giường mà. Tao nhớ hồi đó cái miệng mày nói hay dữ lắm mà. Nào là anh sống không thể thiếu em. Đúng. Anh sống không thể thiếu em. Nhưng mà tôi đâu có nói là em nào đâu, đúng không? Trời ơi. Ủa, không có em 5, em 6, chị 7. Thôi. Vừa phải thôi. Trái nhà mới lừa mặt chuột ra. Cái mặt mày không phải mặt con chuột. Cái mặt của mày là cái mặt sở khanh. Yếu dạ. Mày dạ. Làm cái gì vậy? Trời. Mày bà mày. Mày khỏi giả xịn mày. Tao là yếu xìu đây nè. Mà tao còn tỉnh như sáo vậy đó. Còn mày uống gì câu hút nước đìa mà giả xịn. Mày đừng có tui chết mày á mày nha. Thôi được rồi. Tôi không đi. Mấy người mắc cái giống gì mà mấy người bắt tôi đi hoài vậy? Nó bỏ tôi mà. Tôi có bỏ nó ngày nào đâu. Tại vì mày ăn nhậu nên nó mới bỏ mày. Đúng rồi. Tôi không quan tâm. Đó là chuyện của tôi, là chuyện gia đình tôi. Mấy người nên nhớ, tôi rời khỏi cái đoàn lô tô này lâu lắm rồi. Mấy người cứ mặc sát tôi đi. Mấy người theo tôi làm gì vậy? Sao? Tính giành giật chị em đúng không? Má nó tụi riêng tôi đúng không? Ê, thôi. Mấy người làm cái gì vậy? Đừng qua đây. Tụi mày làm gì vậy hả? Hả? Có cái gì thì từ từ nói. Tao còn sống nha chứ tao chưa có chết. Ít nhiều nó cũng từng làm chung tụi bay. Đúng. Mấy người đừng có ý đồng hiếp yếu. Để tao nói chuyện với nó. Đúng. Sống là phải biết điều chứ. Đúng không? Đâu phải là ý đâu. Mày nè, chứ biết điều hả nè. Tao biết điều tao mới cho mày ăn cái bập tai này đó. Dừa mày đừng có ăn nói mất dạy với tao như vậy nha nha. Trời ơi, ít nhiều tụi nó làm với mày. Mà giờ mày ăn nói như vậy hả? Chó đẻ. Mày là cái thứ là cạn tàu ráo máng nhà mất dạy chó đẻ. Khốn nạn vừa vừa thôi nha mày. Rồi mắc gì mà chửi tôi? Tao chửi thay con bé Năm đó. Liên quan gì đó mày? Tại vì nó nhìn lầm mặt mày. Còn chị em tụi tao nè cũng nhìn lầm cái mặt chó mày luôn ha. Trời ơi, xin lỗi mày à. Tao đánh mày như vậy là còn nhẹ đó. Mấy người nhớ luôn chưa? Tao đạp mày lọt xong chích mày à, mày đi. Ôi, nổi mày. Vừa mày lắm. Tao nói thôi chứ tao đâu có định làm đâu. Không, cỡ nó là phải vậy á, cho nó chừa đó. Vừa. Đúng rồi đó. Mới vừa mày nha thằng chó. Tụi tao khỏi cần mày nữa. Thiệt, chị em tụi tao tự làm. Không có mày tụi tao không có chết ha. Khỏi mày, đi về tụi bay. Nè, tao nói cho mày biết nha. 2 tiếng đồng hồ nữa là xe chạy đó. 2 tiếng nữa nghe cho mày. 2 tiếng là 120 phút cho mày. Khốn nạn, hàm lừa. 120 phút là 7.200 giây đó nha mày. Mày nghe chưa mày? Mày ba tài xế đi chạy đại đi. Chờ cái gì? Thằng quần què nó đâu có đi đâu. Khỏi chờ nó. Mệt nha. Khỏi cần gì hết trơn. Thiệt, khỏi cần nó đi. Mày ơi à. Nói mày nghe nó má. Mày hiểu gì, tao đang bực bội đó nha. Tụi mày đừng có chọc tao à. Chửi cái gì mà chửi dữ vậy? Tao nói tao chửi thằng chọc. Cứ chỗ ngồi đi cưng. Cứ chỗ ngồi đi em. Ngồi đầu tao nè, mày ngồi đầu tao đi. Cái chỗ kế bên mà không ngồi. Cái thằng này. Chào mừng năm mới, tiên lên các chị em ơi. Gú cao áo dài tung tăng, y như dùng bông di động đón Tết nè. Chị em du xuân quên hết bao phiền. Sữa son sương sương, chị em mình ăn Tết. Ngàn hoa sắc hương khoe màu, cùng chị em ta mang niềm vui đến mọi nhà. Chúc cho nhà nhà sức khỏe, chúc một năm mới bình an.
vui, thăm tươi nắng vàng lung linh, đâu đâu cũng vui.